ơi, hoàng tử, xin hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền. Chính là thiếp đã ship quả đó. Xin chào các bạn, mình vừa bị trúng lời nguyền rồi, các bạn hãy đến cứu mình đi. Mình vừa bị trúng lời nguyền các bạn ạ. Lời nguyền mà mình đang bị gánh chịu chính là lời nguyền shipper. Từ giờ đến Tết thì mình phải ship được cả đống quà này đi đến tất cả các bạn đã trúng giải của Tinh Tươm đón Tết thì mình mới được ăn Tết. Còn nếu không thì mình sẽ phải làm con rùa nơi xó cửa, ngồi một chỗ xem người ta chơi Tết mà thôi. Đùa đấy, giờ thì mình nghiêm túc nhá. Như các bạn đã biết thì trong tháng 12 vừa rồi, Group Yêu Bếp đã tổ chức một hoạt động mạnh cuối năm, đó chính là thử thách Tinh Tươm đón Tết. Đây chính là thử thách để cho tất cả các thành viên Yêu Bếp chia sẻ những hình ảnh, những bài viết về việc bạn và gia đình đã đón Tết thế nào, cũng như là chia sẻ tình yêu của các bạn đối với căn bếp. Và thật không ngờ thì thử thách này đã tạo nên một cú nổ lớn ở trong Yêu Bếp. Không một ngày nào là chúng ta không được sống trong một cái nguồn cảm hứng tràn ngập về tinh thần đón Tết, về những thứ mà các bạn thành viên đã chia sẻ, cũng như là hàng trăm nghìn lượt like, share của tất cả các thành viên còn lại cùng ủng hộ tất cả những bạn đã tham gia thử thách. Vậy nên trong vlog đầu xuân hôm nay thì mình cùng các bạn sẽ tổng kết lại thử thách này để cùng đón một cái Tết thật là tinh tươm nhé. Đầu tiên là việc chuẩn bị cho thử thách này của nhóm admin. Mặc dù là cuối năm thì nhà bao nhiêu là việc, nhưng mà chúng mình cũng đã dành thời gian để chuẩn bị lên kế hoạch cho thử thách này, cũng như là tìm chủ đề và đặc biệt là làm thế nào để tìm ra những phần quà có thể có ý nghĩa nhất với các bạn về cả mặt tinh thần cũng như là thực tế. Vì thế chúng mình đã chọn ra rất là nhiều phần quà để dành tặng cho các bạn trong thử thách này. Và mình quyết định là quà tặng cho Tinh Tươm đón Tết của Yêu Bếp sẽ phải là những sản phẩm cực kỳ hữu ích dành cho chính căn bếp, ngôi nhà và bữa ăn của các bạn. Và quan trọng hơn, nó sẽ phải là những sản phẩm mà Egypt Kitchen chúng mình đã từng sử dụng này, đã từng thẩm định, hoặc ít nhất là nó sẽ bắt nguồn từ những thương hiệu mà chúng mình luôn luôn tin dùng. Thế nên là mình xin điểm danh kho quà khổng lồ của thử thách Tinh Tươm đón Tết lần này nhé. Đầu tiên là mình có một món quà khổng lồ siêu to và siêu nặng. Wow! Đây, đây chính là máy trộn bột đánh trứng của Havler. Nếu bạn là một người yêu làm bánh thì sẽ thấy là đây là một sản phẩm, một dụng cụ cực kỳ là hữu ích. Và như mình cách đây 10 năm khi mới bắt đầu làm bánh thì đây chính là mơ ước của mình. Vậy mà đến tận bây giờ, lần đầu tiên mình cũng mới có thể sắm được một chiếc máy trộn bột đánh trứng để bàn xịn sò như này cho căn bếp mới của mình. Và mình cũng quyết định là dành tặng một chiếc máy đánh trứng trộn bột của Havler xịn sò trị giá 6.999.000 này dành cho thử thách của Tinh Tươm Yêu Bếp. Ngoài ra thì còn có một sản phẩm nhỏ mà có võ. Đây là thứ mà không thể thiếu được ở trong căn bếp nào và bọn mình cực kỳ thích. Bọn mình đã sử dụng chiếc máy xay cầm tay này ở studio và ở cả nhà mình nữa. Mỗi nơi mình đều phải sắm một cái. Rất là nhỏ gọn đúng không ạ? Và nó là một chiếc máy. Nói là máy thì không đúng lắm, nó là một dụng cụ để giúp các bạn có thể xay gia vị này, xay sốt này, xay được rất nhiều thứ mà không cần phải cắm điện. Rất là tiện dụng, đi đâu cũng có thể mang được theo. Và cái dụng cụ này thì mình cũng đã từng review trên Egypt Kitchen rồi. Bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của nó, bởi vì là lưỡi dao của nó thì siêu bền và được làm từ nhựa nguyên sinh. Nếu mà bạn nào yêu thích đồ bếp thì sẽ không lạ gì nữa. Nó chính là máy, nó chính là dụng cụ Turbo Chopper của Tupperware, một sản phẩm cực kỳ là thích. Tiếp theo thì mình sẽ có ở đây, nhỏ gọn không ạ? Đố các bạn biết đây là gì? Ta-da! Mình có ở bên này là máy lọc nước tại vòi. Rất là nhỏ gọn, mình cũng không hề nghĩ là nó lại nhỏ gọn và tinh giản như này. Đây là máy lọc nước của BCBC Chemical Clean Sui. Và đây là một loại máy lọc nước có thể lắp luôn vào vòi nước ở bếp nhà bạn. Đây là một sản phẩm hoàn toàn mới và đối với mình là cực kỳ lạ lẫm. Tuy nhiên đây chính là sản phẩm mà bọn mình đã dùng ở studio rồi. Đây chính là bình lọc nước cầm tay. Nghe có lạ không ạ? Bình thường thì vòi lọc nước và bình lọc nước là phải gắn vào vòi đúng không ạ? Nhưng đây là một cái máy lọc nước nhỏ, mini, bạn có thể cầm tay mang đi theo bất cứ nơi nào trong các cuộc picnic hay là khi mà nhà bạn mất điện, mất nước chẳng hạn. Muốn có nước sạch thì có thể dùng cái máy này để có thể lọc nước. Và cái dung tích của nó là mỗi lần bạn có thể có được khoảng độ 1 lít nước sạch để có thể dùng ngay lập tức, không cần phải đun lên. Tiếp theo mình còn có rất là nhiều đồ khác ở đây. Chính là máy xay sinh tố mini của Havler. Bạn nào mà thích uống sinh tố này thì không thể nào thiếu cái máy này. Bởi vì là cái máy này nó rất là gọn, nhỏ,
buổi sáng bạn đi làm, bạn bỏ đồ vào đây, bạn xay xong và bạn rút ra thành luôn một cái bình, bạn có thể mang đi cả ngày và có sinh tố uống cả ngày được, cực kỳ là thích. Còn đây chính là một chiếc nồi chiên không dầu, một chiếc nồi chiên không dầu của Haflo, và loại này là loại 3.2 lít, rất là tiện với cái kích thước và cái thể tích như thế này, cái dung tích như thế này thì là rất là phù hợp cho gia đình từ 3 đến 4 người. Đây cũng là sản phẩm mình đang sử dụng ở nhà mình. Và còn một thứ nữa, đây là một món quà mà mình cực kỳ yêu thích luôn. Nó sẽ là thứ mà mâm cơm nào, bữa cơm nào mọi người cũng có thể thưởng thức được. Đây là gì ạ? Đây chính là cồi sò điệp. Cồi sò điệp vùng Aomori của Nhật, rất to khổng lồ. Đây là cồi sò điệp đã được bóc tách sẵn và được hấp sẵn. Món quà này thì tuy là rất là ngon, rất là bổ dưỡng, nhưng mà lại hơi hạn chế một chút là team mình lại chỉ có thể tặng cho những bạn ở Sài Gòn này, ở Hà Nội, vì bọn mình chỉ có thể đặt được và người ta chỉ ship mỗi Sài Gòn với Hà Nội thôi. Nên là quà sẽ được đến tay các bạn trong hình thức là một gói như thế này ạ. Và sẽ được bỏ trong cái giữ nhiệt như thế này khi đến tận tay. Ngoài ra thì còn sò điệp khổng lồ nguyên con nữa. Trời ơi, to đùng và siêu ngon. Các bạn hãy cùng khám phá sau nhé. Đó là một số trong rất nhiều những cái quà tặng mà chúng mình đã dành tặng cho thử thách tinh tươm đón Tết. Rất là nhiều quà phải không nào? Mình chỉ có đếm quà thôi mà cũng đã mỏi tay lắm rồi ý. Vậy thì bây giờ chúng mình cùng khám phá xem là chủ nhân của những món quà này của tinh tươm đón Tết là ai nhé. Và điều mà chúng mình bất ngờ nhất đó chính là thử thách tinh tươm đón Tết nhận được sự ủng hộ cực kỳ là nhiệt tình của tất cả các thành viên. Không một ngày nào mà trên newsfeed của mình, của bạn bè mình không nhận được những bài tham dự từ yêu bếp tràn ngập cảm hứng, cực kỳ là chất lượng. Không những là các bạn tham gia rất là đông mà mỗi bài thi của các bạn đều là gửi gắm những tâm tình, những chia sẻ cực kỳ là chất lượng. Và điều này thì khiến cho nhóm admin của chúng mình vô cùng bối rối khi có thể lựa chọn được trao giải hay là trao quà. Tuy nhiên, thật là may là mình đã dành rất nhiều giải thưởng cho thử thách tinh tươm đón Tết lần này. Chúng mình có những giải mà lựa chọn dựa trên lượt tương tác của các bài thi này. Các lượt tương tác như là like, share là có thể tính điểm. Ngoài ra thì chúng mình còn có rất nhiều giải may mắn nữa. Giải may mắn thì gọi lại chia ra theo các vùng miền. Ví dụ như là giải may mắn ở Sài Gòn, Hà Nội này, giải may mắn ở các tỉnh thành khác này. Và ngoài ra thì những giải quan trọng nhất sẽ là những giải thưởng do nhóm admin cùng theo dõi và cùng bình chọn. Và điều này, nhiều giải thưởng như vậy thì sẽ là nhiều cơ hội để các bạn có thể nhận được nhiều quà hơn. Bởi vì là lượng bài tham dự thì lên đến hàng trăm bài và có hàng nghìn người theo dõi cùng bình chọn cho thử thách lần này. Và giờ thì các bạn hãy cùng mình điểm lại những bài đã được giải thưởng của thử thách tinh tươm đón Tết lần này nhé. Bài viết có lượng bình chọn cao nhất lên đến gần 2.000 lượt reaction và chia sẻ công khai là của bạn Trương Thùy Trang. Bạn Trang có chia sẻ: tuy bếp không được thiết kế hiện đại như bây giờ, nhưng mình yêu căn bếp này lắm. Những món mình mua đều là tiền mình dành dụm, rồi mua từ chứ mình không có nhiều tiền để mua một lúc đâu. Mình vẫn quan niệm là kiến tha lâu ắt có ngày đầy tổ. Và ai cũng có một thế giới nhỏ của riêng mình, và thế giới nhỏ của mình chính là căn bếp. Qua những hình ảnh vừa rồi thì hẳn là bạn cũng thấy được là bạn Trang đã dành dụm nhiều tình cảm và đầu tư đến như thế nào cho căn bếp 5 năm này, sắp xếp những món đồ gọn gàng, xinh xắn ra sao, và có lẽ đó cũng là lý do bài viết được nhận sự ủng hộ nhiệt liệt từ các bạn yêu bếp. Một kết quả hoàn toàn xứng đáng. Chúc mừng bạn Trang đã nhận được phần quà gồm một thiết bị lọc nước tại vòi của Mitsubishi Chemical Clean Sui trị giá 2 triệu 800 nghìn đồng, một máy xay cầm tay Turbo Topper trị giá 1 triệu 360 nghìn đồng, và một máy xay sinh tố mini của Haflo trị giá 850 nghìn đồng. Tiếp theo, chúng mình cùng đến với bài đạt giải nhì của bạn Nhung Ngô. Các bạn có thể thấy là hình ảnh mâm cỗ cùng những món ăn ngày Tết vô cùng ngon miệng và đẹp mắt, gợi lên không khí Tết truyền thống ấm cúng vô cùng. Đồng giải nhì là bạn Hoàng Thảo Nguyên với chia sẻ về căn bếp vô cùng tinh tươm, đẹp mắt mà theo bạn là ngày nào cũng như Tết. Bạn Nhung và bạn Nguyên sẽ nhận được những phần quà của giải nhì bao gồm một thiết bị lọc nước tại vòi Mitsubishi Chemical Clean Sui trị giá 1 triệu 980 nghìn đồng, một máy xay cầm tay Tupperware Turbo Chopper trị giá 1 triệu 360 nghìn đồng và một máy xay sinh tố Haveler trị giá 850 nghìn đồng. Tinh tươm đón Tết thực sự đã mang lại những góc nhìn về Tết vô cùng đa dạng,
đơn cử như là ở giải 3, có bạn Nguyễn Diệu là một cô dâu lấy chồng xa xứ và chia sẻ về cái Tết xa nhà ở tổ ấm hiện tại. Qua những hình ảnh này thì bạn Diệu đã trình bày về cách trữ đồ ăn, cách sắp xếp tủ lạnh, cách dọn dẹp nhà gọn gàng, cách lau nhịn nền nhà sạch bong không dầu mỡ, cách vệ sinh miếng lưới hút mùi và cách tự động đóng giá để đồ chơi để căn nhà gọn gàng hơn. Và đây thật sự là những kiến thức và những kinh nghiệm vô cùng bổ ích đối với yêu bếp. Nhưng Tinh Tươm liệu có chỉ giới hạn ở việc dọn dẹp gọn gàng và sắm sửa đủ đầy cho căn nhà? Bạn Linh Bùi lại chọn chia sẻ về sự tinh tươm giản đơn trong tâm hồn. Rốt cục, mỗi người chọn cho mình một lối đi riêng. Quan trọng với phụ nữ là lối đi đó phải có chút hoa, chút nến, một chút rảnh rang đủ để bôi kem dưỡng da trước giao thừa, một chút ngủ trễ sáng mùng 1 mà không phải bật dậy làm cơm cúng mà quên sấy tóc. Tinh tươm là một từ hay, tôi nghĩ vậy và tôi chọn tinh tươm suốt cả một năm. Chia sẻ của bạn Linh Bùi đã nhận được sự đồng cảm của rất nhiều chị em trong group và cả các anh em nữa. Cùng giành giải 3 còn có bạn tiệm gốm Azisan. Với những nét đẹp ngày Tết trong ký ức tuổi thơ, bạn cho biết những hồi ức tuổi thơ vô cùng đẹp đẽ ấy đến giờ khi đã trưởng thành là mẹ của hai nhóc mình vẫn thích Tết. Tết đơn giản là vui ở trong lòng, mình muốn bọn nhỏ cũng có tuổi thơ đẹp, hồi ức đẹp để chúng lớn lên ngọt lành. Bạn Nguyễn Diệu, bạn Linh Bùi và bạn tiệm gốm Azisun đều nhận được phần quà của giải 3 là một thiết bị lọc nước cầm tay Mitsubishi Chemical Clean Sui trị giá 950.000 đồng, một máy xay cầm tay Tupperware Turbo Chopper trị giá 1.360.000 đồng. Ở loạt bài giải khuyến khích, có bạn Nhân Nguyễn cùng với loạt bí kíp sen mứt cực đỉnh đến độ các thành viên khác đã phải đặt tên cho bạn những nickname như là siêu nhân, sen nhân và nhân nhuyễn, sen đến đỉnh thế cơ mà. Đúng như cái tên thì Facebook bạn người xa xứ qua hình ảnh mà kể câu chuyện về cái Tết ở nước Úc. Tuy xa nhưng theo bạn thì 10 năm rồi, năm nào mình cũng vẫn giữ truyền thống ấy để nhắc nhở các con mình trong người chúng còn dòng máu Việt Nam, đất nước nơi mẹ chúng được sinh ra có rất nhiều truyền thống tập tục đẹp. Thật đáng trân trọng phải không nào? Và chốt lại giải khuyến khích là bạn Lan Nguyễn. Có lẽ mình nên gọi là chị và nhiều bạn trong group thì lại sẽ phải gọi là cô cơ vì chị gần 50 tuổi rồi mà vẫn thích Tết. Tết là dịp đoàn tụ, vì vậy mình chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ Tết để đi chơi đâu đó xa khỏi Hà Nội. Tết là thời gian giao hòa giữa năm cũ và năm mới, không gian bừng sáng, trẻ nhỏ thêm trưởng thành, người già càng thêm trường thọ, âm dương hòa quyện để vạn vật bừng lên sức sống mới. Hy vọng phần quà là một máy xay cầm tay Tupperware Turbo Chopper trị giá 1.360.000 đồng sẽ là phần quà mang lại niềm vui nho nhỏ trong dịp Tết này cho cả ba bạn. Thật ý nghĩa phải không các bạn? Phải nói là trong suốt quá trình diễn ra thử thách này thì không phải là chỉ mình mà tất cả các bạn ở trong group yêu bếp đều học được những cái chia sẻ của các bạn và đem đến rất là nhiều cảm xúc đặc biệt về cái Tết đang đến gần. Bên cạnh những giải thưởng về bình chọn như mình vừa nói trên thì cũng có những giải thưởng do chính tập thể admin chúng mình bình chọn và bây giờ thì hãy đến với những giải thưởng đó nhé. Giải yêu bếp đặc biệt trị giá 8.189.000 đồng được trao cho thành viên có bài tham gia chất lượng tốt, có chia sẻ giá trị nhất mà không nhất thiết phải có lượng bình chọn cao nhất. Và chúng mình đều thống nhất lựa chọn bạn Vĩnh Quyên với loạt bài viết cực kỳ ấn tượng, gồm có Tết ông công ông táo, trao hy vọng gửi ước mơ, những niềm vui nho nhỏ, bao sái bàn thờ để thần linh tổ tiên ăn Tết, mùa cũ và món ngon nhất ngày Tết. Một cái Tết trọn vẹn và tinh tươm vô cùng hiện lên trong những bài viết của bạn Vĩnh Quyên. Từ việc nấu những món ăn ngon, trang trí nhà cửa, đến hoạt động truyền thống mỗi dịp Tết đến xuân về. Không chỉ các admin mà còn rất nhiều thành viên của Yêu Bếp cũng đều rung động trước cái Tết Việt tinh tươm trong từng câu chữ của bạn Vĩnh Quyên. Có lẽ không còn lựa chọn nào xứng đáng hơn bạn Hiền Thanh ở giải Yêu Bếp Hoành Tráng với loạt bài về các món ngon ngày Tết như kim chi cải thảo, mứt mãng cầu xiêm, mứt bí đao, tai heo ngâm giấm, mắm tép, măng ngâm tỏi ớt, bầu muối chua, mứt chùm ruột, mứt sầu riêng, củ kiệu ngâm chua, mắm tôm chua Huế và cả tôm yum cookie nữa. Đây là kho công thức cực kỳ quý giá và bổ ích cho tất cả các bạn thành viên tham khảo để chuẩn bị cho Tết này. Và phần quà của bạn Hiền Thanh nhận được là một nồi chiên không dầu Hafler trị giá 2.990.000 đồng, 1kg sò điệp Nhật FGC Foods trị giá 590.000 đồng và 2kg sò điệp nguyên con khổng lồ Nhật của FGC Food size 8-10 con 1kg trị giá đến tận 600.000 đồng trên 2kg. Sau khi nhóm admin đã thống nhất kỹ lưỡng thì giải ngôi sao đang lên đã được trao cho bạn Phạm Ngọc Hoa.
Là thành viên mới tham gia Yêu Bếp, nhưng bạn Hoa đã có rất nhiều những đóng góp ấn tượng, chia sẻ công thức thú vị như là bánh chưng hạt điều, bánh giò chay, siro hay là mứt khế. Mong rằng trong năm 2020 thì bạn vẫn sẽ duy trì và phát huy đóng góp nhiều hơn nữa cho Yêu Bếp nhé. Anh có nghe mùa xuân trên Yêu Bếp Challenge, nhà nhà dự cuộc thi cùng tinh tươm đón Tết. Thật cảm ơn Yêu Bếp đã kết nối thành viên để cho khắp mọi miền hân hoan chào năm mới. Thơ có hay không à các bạn ơi? Thật ngại quá, không phải là thơ của mình đâu, mà là thơ của một bạn tham gia tinh tươm đón Tết đấy. Để động viên và khích lệ tinh thần tất cả các bạn còn e ngại mình chưa được khéo hay văn chưa được hay, thì Yêu Bếp còn mang đến loạt giải may mắn với 7 giải cho các bạn ở các tỉnh và 7 giải may mắn cho các bạn ở Hà Nội cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Xin chúc mừng các bạn Lan Trần, Phạm Ngọc Dung, Vũ Liên, Phạm Thu Hà, Bích Tuyên hay Bích Tuyền, Vân Anh và Ngọc Chu đã nhận giải may mắn đón Tết ba miền với phần quà là một máy xay sinh tố mini của Hafler trị giá 850.000 đồng. Và chúc mừng các bạn Maruko Nikachan, Dạ Lan, Hòa Phạm, Thùy Phùng hoặc Thủy Phùng, Nguyễn Cẩm Linh, Phạm Thị Vân Hồng, Xuyến Chi đã nhận được phần quà là may mắn đón Tết Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, gồm 1kg sò điệp Nhật của FGC Foods trị giá 590.000 đồng. Và 2kg sò điệp nguyên con khổng lồ Nhật của FGC Foods size 8-10 con 1kg trị giá đến 600.000 đồng. Tất cả các bài tham dự chất lượng này đều được dẫn link ở phần comment, nên các bạn có thể bấm vào đây để đọc lại nhé. Xin chào các bạn, mình là Thu Gà, admin phụ trách phần gửi quà của thử thách tinh tươm đón Tết đây. Ngay sau khi tổng kết, chúng mình đã gấp rút đóng gói những phần quà để gửi đến các bạn thắng giải. Mỗi phần quà đều đính kèm một chiếc thiệp năm mới xinh xinh với lời chúc chân thành nhất từ tập thể admin, được viết tay toàn bộ và sau đó thì đóng gói gọn gàng. Yêu Bếp cực kỳ bất ngờ khi nhận được feedback nhanh chóng, nhiệt tình của các bạn nhận giải. Nhìn thấy những món quà tỉ mẩn lựa chọn được các bạn ưu ái xếp thật gọn lên những căn bếp tinh tươm, chúng mình cảm thấy hạnh phúc lắm lắm ý. Đúng là vui cả người nhận lẫn người trao quà đúng không các bạn? Ngoài ra, tập thể admin còn quyết định dành một sự bất ngờ nho nhỏ khi đột nhập căn bếp của chị Vĩnh Quyên, người đã giành giải tinh tươm đón Tết đặc biệt, để trao tận tay cho chị món quà là chiếc máy trộn bột siêu to khổng lồ. Khi đến gặp chị, chúng mình đã được chị Quyên chia sẻ rất nhiều điều bổ ích về nếp nhà, về vẻ đẹp văn hóa Tết Việt Nam. Một lần nữa, Yêu Bếp xin được cảm ơn chị Quyên và tất cả các bạn đã truyền lại tinh thần tinh tươm đón Tết nhất cho chúng mình. Chúng mình có fanpage Egypt Kitchen là nơi cập nhật những công thức nấu ăn và nội dung ẩm thực này. Có cả fanpage Egypt Kitchen Studio là nơi cập nhật những hình ảnh hậu trường và những hoạt động hàng ngày của team. Và group Yêu Bếp này ngày càng lớn mạnh hơn, hàng chục nghìn thành viên chia sẻ tình yêu với căn bếp với nhau, cũng là nơi diễn ra thử thách tinh tươm đón Tết vừa rồi này. Và cuối cùng là kênh YouTube, nơi Egypt Kitchen sẽ upload lên rất nhiều video về ẩm thực cũng như là hướng dẫn nấu ăn rất là hấp dẫn. Năm mới 2020 thì cũng đã đến rồi và chúng mình cũng đang ấp ủ rất là nhiều những dự định mới dành cho Yêu Bếp. Nếu bạn có đóng góp gì thì hãy comment cho mình biết nhé. Và hãy cùng xem là 2020 thì chúng mình sẽ có những hoạt động gì ở trên Yêu Bếp. Và đừng quên, ngày mùng 2 tháng 5 sẽ là sinh nhật 2 tuổi của Yêu Bếp. Vậy là mình đã tổng kết xong thử thách tinh tươm đón Tết rồi. Để không bỏ lỡ những hoạt động thú vị thì các bạn hãy theo dõi kênh YouTube của Egypt Kitchen và tham gia thường xuyên vào group Yêu Bếp nhé. Chúc các bạn một năm mới bình an, nhiều niềm vui cùng với gia đình và hãy đón một cái Tết thật tinh tươm. Xin chào và hẹn gặp lại!